Nhiều chuyện quá đi. Tôi là Trâm, học sinh lớp 12A1. Hình như tôi sinh ra không phải là để học trong cái lớp này, bởi vì mọi người ở đây có vẻ không ưa gì tôi hết. Chính xác, họ không ưa gì tôi. Tôi luôn ao ước có được một người bạn mới. Và rồi, ngày ấy đã tới. Bạn mới chuyển tới. Cảm ơn Cao Xanh đã thấu hiểu lòng con. Bạn Bạn tên gì vậy? Mình tên Sun. Sun. Mặt đẹp mà sao miệng nặng mùi quá vậy? Mấy bạn ơi, cho mình hỏi. Nhưng mà thôi kệ, đẹp là được. Nhưng không, không được chút nào. Thật là đáng tiếc khi cô phải thông báo cho lớp một tin ngày hôm qua bạn Sun đã chuyển trường vì lý do riêng. Nhưng mà không sao, bù lại lớp ta hôm nay sẽ đón một thành viên mới, đó chính là bạn Viên. Đẹp, thơm, chịu. Bạn ơi, bạn tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa. Trời ơi, bây giờ tôi chỉ còn một người bạn học giỏi. Ủa, bà đi đâu vậy? Tôi đi học. Bà học lớp nào? 12A1. Bà là học sinh mới hả? Bà học giỏi không? Cũng được được. Ơ, vậy bà học trong lớp với tôi á. Đi, tôi dẫn bà. Nè, bà ngồi đây nè. Bà học giỏi lắm đúng không? Nhớ chữ bài tôi nha. Bà ơi, dậy đi bà. Bà mà ngủ gục như vậy á thì làm sao mà bà tiếp thu bài được? Mà bà không tiếp thu bài được thì làm sao mà bà thi? Thì rớt đại học luôn đó. Bà thi rớt đại học thì sao nữa? Bà đi bán vé số. Bị người ta giật vé số hết. Tiền đâu mà bà đền vé số? Ba mẹ bà phải đền cho bà. Ba mẹ bà đền hoài hết tiền luôn. Bà có biết đó, đồ ăn ngoài cổng trường dơ lắm không? Bà ăn bánh tráng như vậy á là bà sẽ bị đau bụng. Sao bà tiếp thu được mà bà không tiếp thu bài học được? Sẽ bị rớt đại học. Rồi bà lại đi bán vé số nữa đó. Bà quên là tôi dặn rồi đúng không? Bà bán vé số hả? Sẽ bị giật vé số. Ba mẹ bà sẽ phải đền tiền vé số. Bà đừng có làm như vậy, bà làm như vậy là ảnh hưởng tới hệ thần kinh của tôi sao không như vậy, tôi sẽ xíu như vậy đó. Tôi không hiểu cái lớp này là cái lớp gì mà học sinh mới cứ chuyển đến đây học được một ngày xong rồi ngày hôm sau chuyển trường. Nhưng mà không sao, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới nữa. Bạn này tên là Cát Phương nha mấy em. Xin chào các bạn, mình là Cát Phương, mình là cung nhân mã, yêu màu tím, có nội tâm. Ý, bạn mới. Hello, xin chào, gần đây nha. Ai xung phong lên giải bài này? Dân chơi, đánh dân chơi, chơi nổi đi dân chơi. Em có, em, tụi em.
fan, giờ này đi học mà còn chép bài hả? Thời đại tân tiến là đi học là phải để giao hợp, ý lộn giao lưu kết hợp. Mà fan ơi, đi học là chuyện cả đời, cho nên chúng ta còn cả đời để mà đi học mà fan. Hôm nay mình đi chơi đi. Bạn ơi, bạn hả? Có sao không? Á gì đâu. Thơm hả? Rồi, rồi, xong. Lại thêm một ca trốn trại. Đi học mà ngủ hoài. Cảm ơn bạn bè tôi. Cảm ơn người. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ. Cảm ơn tình yêu. Cảm ơn cuộc sống.